Giang thiết lập đền thờ quan lên tuần tranh
đấng anh hào tối tiên. Cổ kim mì lừng lẫy khắp mọi biển, ta dậy thân tư cửa sông đâu đó phong nghi thờ ninh giang nghi thiết lập đi đền thờ quan tuần chỉ tuyệt nỗi
dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau còn chưa cánh thiên thai cánh thiên thai quan tuần nàng xa ngờ các bồ nàng nào nước dân hoa chờ tôi lại chờ ra chuyện con dâng nước thì về mây mông xin bát ngát đôi long xà hồ phục ngang nốt tạm đầu còn khúc sầu lên đôi lần giòn phượng múa đôi bên rước quan để ngũng ở trên sập công đồng vì chư tình nghi tô tôn quan trần ngài vạn phép muôn linh quyền đông tài quản chư vinh nhà trời ngự đồng chơi ngự đồng chơi nay minh quyền bóng quý lương ngoài trời thủy khí đón trang tôn quan tuần ngài hiện hách uy quang xa tay tê đổ trần sát con đường lúc bấy giờ lúc bấy giờ ngài sao uy hùng hò
lệnh quan triển cứu cho quân dân đi. Đông đông nổi trận phong vân, thượng đồng ban dâu cứu dân quan trừ tà. Linh dấu thiêng, linh dấu thiêng mang về bà trấn. Ai có ta xin quan trực tà xa, còn riêng ai vẫn làm chưa qua, kêu quan để ngũ bệnh đà tan công. Đệ tử con đi, đệ tử con lớn đông như vạn bồi, hoặc ai mà nỗi gặp chuyện ta, hay là cho gian hà cầm to chỉ núi núi đà tan công. Tiếng lức danh nghe, tiếng lức danh nghe tung hoành xuống đường, cảnh non bông nước ngược vòng lai. Khi vui chơi bàn chúc bạn mai, bàn lan tuyệt ngọc sung về xương ca. Bộ nàng nghi, các bộ nàng xa tay về quê, ông dạo chơi thành thị hồ tiên nghi. Ba ngàn thế giới chư thiên, tiếng quan đệ ngũ khắp miền đông tây. Ý ra thời gió thét mây, qua đứng hiện đổ cây tốc nhà. Bốn phương hòa, bốn phương hòa đổi ơn đức ca. Ai có lòng ấy xả từ bi, phút thôi quan lại biến đi. Cười tướng bạch hổ lên châu thường. Trên thiên đình quan nam tào ra sổ, dưới bàn đền đây quan đổi xuống cho ai. Thiên binh y văn võ toàn tài, quan cần lịch sự đáng trang bậc anh hùng. Đêm cùng ngày giữ chốn thoại cung, đội lệnh cứu trùng giáng phúc ông chủ tài. Ai mà cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Ông kim chi tạm giữ các tòa, lấy về giá ngự sự ca bản đền. Chữ thập đồng biến thành chánh thiên, đội lệnh cứu trùng giáng phúc ông chủ tài. Một nghìn gia phúc trừ tài, đồng đồng gia tín chủ ai cũng thỉnh cường. Nguyện thứ hai cho buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để ta. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ, phụ đệ tử con phú quý được sáng giàu. Đệ tử con này sống thật dài lâu, là nhờ quan ơn phúc lâu được sầu đêm. Đệ tử con đi, đệ tử con dâng bài văn tấu, cùng tình mời quan đệ ngũ tuần tranh nghi. Linh giang nghe chính quán quê nhà, dẫu thiêng đi để ngã ba sông kỳ thùng nghe. Vừa gặp hơi bể yên sóng lặng,
Chiều bách thần chi tạc phong công nghi, quan tuần danh lâm liệt tung hành, vùng đào sát kỷ chóc tà ngài chỉ tinh. Đời càng to chân linh ra tiên vạn cổ anh linh, bao phen đi đắp lụy xây thành khắp biển duyên hải sông tranh lúc lúc lòng. Tình trăng nước lên xin kỳ bộ, hay ông còn mắc lỡ oan thiên nê. Vui xuân tiếu bạn chung tình, thỏa lòng trang sĩ ba sinh nhì. Chỉ đã quyết nê khói vòng hương tỏa, hay đâu còn mắt lỡ oan khiên. Vừa hay có lệnh ban truyền, quân quan tầm ba khắp miền sông tranh. Ai cùng kiếm sánh cùng võ tư, đức kinh luân vĩ tựa trương tô, phong lưu mã tường sang hồ, cùng đàn dưới biển con đò chìm sông. Ông vẫn sống đi, ông vẫn sống với muôn dân ta đó, muôn năm sau vẫn có quan tuần. Nay người về sông vôi đông người xưa, hôm nay hiến tiệc con xin thương đôi lời. Ông vẫn sống vì ông đâu có thoát nghe, sự danh còn chép nè trên trang. Lấy phát ra cho ý ngọc lời vàng, thương dân quan ghi để muôn vàng tình yêu thương. Thấy đất chuyện mà lòng đau như cắt mi, nợ trận hoàn ông quyết trả cho xong mà. Lòng duyên đã quyết từ lòng, mượn dây ân nghiệt cho xong mà tổ dùng hoa cỏ chót thương người đã thúc đi. Bởi đùng 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 gió giật mưa xa, nỗi oan truyền đất đồng trời, dây oan kết lại thành đôi ông bảy xa. Vì cô quanh nhì, vì cô quanh tìm nhà phúc mi, thử lòng người trong lúc lành thân nì. Tháng hai vừa tiết trung tuần, thử lòng ông lão bận thần ứng này. Giấc mộng thần mới hay sự lạ, đôi bánh xa tựa cửa đôi bên. Long long xa kỳ dị thảo hiền, từ khi xuất hiện vui thêm cửa ai. Ba tháng sau thì đàn gà đã hết đi, thương rắn miền không biết nó sao. Khó khăn âu cũng tình liều, ông bà tần táo sớm chiều đông tây. Vào một buổi tai bay và rồi, hai ông bà mắc tội của công nghi. Lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng, trộm gà nuôi rắn không dung nghi tội này. Lệ hút lệ đắng cay xiết kề, thương rắn hiền như thể thương con. Câu
đầu tạ trước công môn, xin đem ông dẫn ra dòng mà sông chảy. Giả lòng hầu khâm ban sắc chỉ, chân linh giang thiên và tổ anh linh, bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông chảy nước nước lòng. Người thương tiếc đi quan thác gì biết thủa nào quên đi, luôn dân ta cùng hộ cùng thuyền đưa tôi thương tiếc một người đức đức nhân. Tình trăng nước lên duyên khi ngộ, hay ông còn mắt lờ bá sinh, vui xuân tiếu bạn chung tình, thỏa lòng trang sĩ ba sinh thì hiền. Chỉ là quyết khỏi vòng hương tòa, hay ông còn nên mắt lờ oan thiên, vừa hay có lệnh ban truyền quân quan tâm ma khắp khắp biển sông tranh. Vừa gặp hồi bể yên sóng lặng, triệu bách thần chi tà phong không nghi, quan tuần xanh nghiên lâm liệt tung hành, vùng đào sát quỷ chóc tà ngài chỉ tinh. Chục hám ni giặc chiều đà cố ý xâm lăng nghi, chiều đình ra lệnh tiến binh, tiền bè qua bên sông tranh nhà giờ to. Đệ tử con dâng bài văn tấu, tiến bản văn sở quan đệ ngũ tuần tranh nghi, đất linh ra hàng trinh quán quê nhà, dấu tiếng kỳ để ngã ba sông kỳ. Cảnh an thanh nghi, cảnh an thanh nhiều bề lịch sử, vốn đặt bay từ cổ dĩ lai, bao phen xuất nhập trang đài cùng đàn giữ thiệt con đò trên sông. Sắc ban phong, sắc ban phong ngài thống chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh, tố tôn quan quần đại vạn phép muôn linh, quyền ngài cai quản tướng ập binh nhà trời. Ngự đồng ai mình quyền bóng quý, lương uy trời thủy khí đoan trang nghi, quan tuần hiển hách uy quang, ra tay tế độ trần gian con buồn thơ. Lúc bấy giờ ngài sao uy hùng hồ, lệnh quan chiến cứu chờ muôn dân, nay đúng đúng nổ trận phong vân, thượng đồng ban dấu giúp dân đông trừ ma. Đệ tử con nghi, đệ tử con ông nông vàng đôi, hoặc ai mà đâm lối chuyện ta, hay là cách trở ra thà, cầm cò chỉ núi đã tan công.
nay một nguyện sáng phúc chưa tai, tông gia tin chủ ai ai cũng thỉnh cường. Nguyện thứ hai do muôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng được đề đạt. Tôi lại trở ra đi, hơi thương phải có lên chầu mẫu thượng thiên. Làm thánh giá hồi